Quả này nó nằm trong này này. Đấy. Thế là quả bà trò chơi dân gian của người Thái này, nó nằm trong này này. Đấy. Nằm trong buồng này mọi người ạ. Đấy. Cái này chính xác là cái bán lẹ rồi. Mọi người thấy không ạ? Khi em đánh sạch nó thành thế này. Đây chính là gốc cây thần dược các bạn ạ. Chuyên trị xương khớp này. Một gốc rất là to này. Và nó là dạng cây leo đấy. Như thế này. Nó leo lên cái khác cơ. Xong là nó ra quả. Một cái loại quả thì được người Thái thì người ta là chơi vào cái dịp Tết ấy, thì rất là hay. Đấy. Gốc này rất là to luôn. Mình sẽ lấy cành thôi để giữ gốc để còn nó còn phát triển nữa. Cái cành nhỏ nhỏ ở đây rất là to mọi người ạ. Đấy, gốc nó này cực kỳ lớn. Nặng đấy. Nặng à? Mình kiếm cái cành được. Nó dài lãng phí nhỉ. Cắt gốc này. Bên kia lại lên cao mất. Anh em tính toán là lấy vừa phải thôi để nó làm phát triển. Mang cái này đi đun nước chè thì cũng được mọi người ạ. Đi đun với nước sôi uống. Xương khớp này sang ngâm rượu rất tốt này. Đấy, rất là to là cái này. Nói chung là rất là hiếm mọi người ạ. Rồi cái này gặp cái to, đặc biệt là cái to này rất là hiếm luôn này. Không phải chỗ nào cũng có, chỉ có vùng rừng núi sâu mới hay có thôi. Để chúng em có thời gian chúng em đi chơi xa này lại mới gặp được. Nhưng mà lấy thì chắc là không lấy được nhiều lắm. Thì lấy về mang về dùng thôi. Còn các bác nào mọi người có nhu cầu thì có thể liên hệ với em. Em sẽ đưa cái sản phẩm này tới tay mọi người. Đặc biệt là người Thái là rất là ưa chuộng cái món này. Đấy, quả mát lẹ này. Đấy, không lãng phí và để bảo vệ cây đấy mọi người. Thì sẽ đi lấy cái cành thôi. Đấy. Gốc to thì mình chặt thì hơi lãng phí, lấy cái cành nhỏ. Đấy. Lại nó thuộc cái dạng dây mềm. Đấy, chú khỉ. Tôi rất nhớ là quen ao trèo ạ. Giống như con khỉ. Đấy đúng rồi, cái cành kia. Nhưng mà có kéo xuống được không quan trọng. Nó leo lên tít trên kia này. Hay nên lấy xem quả nó. Có xem nó quả không? Trèo. Đây trèo rất chuyên nghiệp. Vẫn còn quả không đấy, có quả thì leo rất là cao. À, dùng hết à? Cái này cây quả năm nay không sai hay sao nhỉ? À. Đấy, chèn lên đấy các cành thì đỡ lãng phí không ạ? Mà mình mang đi nó dễ. Đây xem cái buồng to to không còn à? Đây cái đây không còn à? Ném xuống đây anh như nào? Ném vỏ xuống đây nào. To đấy cái này. Đây mọi người ạ. Hình như dùng hết ra đây. Cái này là buồng quả nó này. Quả mát lẹ này mà rất là to này. Buồng này. Đây. Hình như con gì nó ăn nhai hết sao. Đây là sóc ăn mọi người ạ. Đây. Buồng rất là to này. Những buồng này chứa những cái quả mát lẹ này mà. Đấy. Hình như nó ăn sao đấy, không chừa cái chỗ nào này nhỉ. Cái này đúng, chắc là đúng mát lẹ rồi. Đấy, to mà nhỉ. Đấy, buồng thế này cơ mà. Nhưng mà không còn viên nào, không còn hạt nào. Đấy mà. Đấy, cái này nó mới chính xác quả mát lẹ nhá. Đây. Nhiều cây thì giống này, đây này. Đây. Quả này nó nằm trong này này. Đấy. Thế là quả bà trò chơi dân gian của người Thái này, nó nằm trong này này. Đấy. Nằm trong buồng này mọi người ạ. Đấy. Cái này chính xác là cái mát lẹ rồi. Không chừa đâu rồi ạ. Nó nằm trong này này. Không biết đi đâu hết rồi. Nhưng mà tìm thì vẫn đấy. Đúng rồi, phải thấy quả thế này mới đúng là cái mát lẹ này mọi người ạ. Đấy, nó nằm trong buồng này mọi người ạ. Đây quả mát lẹ này. Bao người làm kỷ niệm thôi. Đấy. Đúng rồi, loại thế này mới là loại chuẩn đấy, tuyệt vời luôn. anh em mà cắt lấy cành thôi để bảo vệ cây. Đấy, được một quả chính xác rồi. Thế này không trượt đi đâu rồi. Gặp quả thì không được trượt được. Này một quả nhưng mà không biết cây con gì ăn hạt nó mất này ở trong này. Cái đoạn này rất là cứng rồi, bắn này nó hay. Tuyệt vời. Chắc đang có người nhặt đấy, khả năng là mang về chị em phụ nữ này chơi Tết hay là chơi trò chơi dân gian của Thái thôi ạ. Đấy, những quả này. Hôm nay em sẽ lấy cái loại cây này về đun nước uống nha mọi người nhé. Một cây được gọi là thần dược của Tây Bắc, rất nhiều người tìm kiếm nhưng mà rất hiếm thấy. Đấy, mà em Nhiếp sẽ đưa cho mọi người một cái phương thuốc đến từ cái loại quả này. Đấy, rất là hay xương khớp. Trong một ít mình sẽ mang về ngâm rượu với mật ong nhé mọi người nhé. Bổ máu này, đấy, ăn ngon này, ngủ tốt này. Đấy, lấy hết phí. Cắt đôi nó xong lấy dây buộc ạ. Đấy, có quả thế này chắc chắn rồi ạ. Chắc chắn là cây này rồi. Không trượt đâu. Đấy. Ui nhiều nước chưa. Đấy, chặt ta phát ra nhiều nước nhỉ. No chứ. Đoạn là nhiều nước phết đấy. Mặt chị. Hay nó thành thế này nhé mọi người nhá. Nó thành vỏ nó đỏ một chút để nó có cái thớ thế này. Đấy. Nó giống chuẩn. Như kiểu cây máu chó mà. Đây này không phải cây máu chó nhá. Đây là cây má lẹ nhá. Chuẩn cây má lẹ này, em sẽ mang về từ tầm này đâu. Bởi vì cũng hơi xa nên lại mang về sẽ vất vả nên là chỉ mang về được ít này thôi. Nhưng mà ạ, cho hai anh em mỗi người cầm một hai cái đi. Nó nhạt. Đi, anh em về thôi nhỉ. Để đồ đấy. Lấy về được 5 khúc này hơi dài, chắc là cắn ngắn đi tí để cầm thì nó dễ. Thế là nó về mình phải băm ra, băm thái lát ra. Đấy, cái này các bạn ạ, đẹp chưa, rất ngon. Cái này uống nó có vị chát một tí thôi ạ, nhưng mà vừa tốt cho bụng dạ của mình nhá, với lại là xương khớp thì tuyệt vời. Không nói là kiếm rất khó mà cái này may thì mới gặp được thôi chứ không phải lúc nào cũng gặp được, mà đặc biệt là gặp như cây to vừa rồi thì rất là hiếm. Và anh em chuyên đi rừng thì mới gặp được. Mọi người nếu mà cần những cái sản phẩm mà chỉ xương khớp thì có thể liên hệ cho em Nhiếp nhé, em Nhiếp có thể là cung cấp cho mọi người. Đấy, tươi cũng được mà khô cũng có nha mọi người nhé. Và nếu mọi người mà ủng hộ mà mọi người mà thích dùng cái sản phẩm chỉ xương khớp này của một cái bài thuốc của Tây Bắc thì liên hệ với em Nhiếp để em Nhiếp sẽ cung cấp cho mọi người. Nếu mà mọi người cần số lượng lớn thì em sẽ lại tiếp tục đi lấy. Ui, trên cái ba lô này cái má lẹ này. Đấy, cũng sắp đến đường rồi. Thì cũng một đoạn đường khá là xa và rất là dài. Dài hơi đấy. Chỉ mang được tầm này thôi. Cuối cùng mang đến cái đường chính rồi thì cũng thấy là tâm hồn nó thoải mái hẳn. Leo dốc một thời gian khá dài. Vâng ạ, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm qua thì chúng em có đi rừng thì kiếm được những loại cây xương khớp mọi người ạ. Chuyên trị xương khớp. Vì khớp thì nó hay liên quan đến cái đàn ông mà. Thì hôm nay em có một loại cây quý này mọi người ạ. Một cái gọi là cây dược má lẹ. Em cần để thử xem nó này được bao nhiêu. Hôm qua thì cũng nặng phết mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ gọi là cân lên xem nhé mọi người nhé, nó được bao nhiêu cân tươi. Xong em sẽ gọi là chặt và thái lát. Khoảng hơn 6 cân ạ. Thì em sẽ mời mọi người cùng em để xem là mình sơ chế cái loại này nhé. Để máy quay đây. Nhìn thấy em là sơ chế. Đấy. Vâng ạ. Bây giờ là mình sẽ cạo hết cái lớp vỏ bẩn bên ngoài đi nhé mọi người nhé, cho nước rửa đi qua. Rồi, cạo hết cái này đi mọi người ạ. Đấy. Các bạn thử dùng cọ nồi nhá. Cọ nồi gạo hết cái vỏ riêu mốc rồi đi. Đấy. Nó rất là nhiều cái mốc. Đấy, cọ nồi này hợp đấy em ạ. Đánh cọ sạch đi. Cái loại này thì mình đánh bên ngoài đi nhé mọi người nhé, cho nó đỡ bẩn. Sau này mình phơi khô thì đảm bảo nó sạch, không có cái bẩn gây hại cho mình. Đấy. Cái này thì uống thì người Thái là hay biết thì biết rằng ạ. Người Thái các cụ già thì biết về cái cây má lẹ này thì chuyên trị xương khớp mà thậm chí nhiều khi là có thể giảm cân được mọi người ạ. Uống cái này nó có vị chát một chút, có thể pha nước uống hoặc là mình pha nước uống xong là mình có thể là mình ngâm rượu cũng được mọi người ạ. Khớp mà khi đun nước á, xem nó có màu đỏ. Phải đánh sạch đi. Hôm qua thì định là lấy cái cành cây lên lớn nhưng mà không gùi được nên là trả cái cành nhỏ thôi. Nếu mà tất cả mọi người có nhu cầu thì có thể liên hệ với em Nhiếp nhé. Em Nhiếp sẽ phân phối sản phẩm tận tay mọi người. Và khi em mang về thì mọi người có thể là nếu mọi người thích tươi, cà củ này em sẽ đưa cho mọi người cà củ, hoặc là mọi người thích phơi khô thì em sẽ sơ chế cho tất cả mọi người. Phải đánh sạch đi hết mọi người ạ. Nếu em đánh sạch thì sẽ cho mọi người là so sánh cho mọi người xem là đã đánh và chưa đánh nhé. Ở bên ngoài nó bám rất nhiều riêu mốc mọi người ạ. Phải đánh thật sạch đi, uống mới đảm bảo được. Mình có thể dùng cọ nồi hoặc là dao cạo đi mọi người. Được, rất ok. Mình thấy không ạ? Khi em đánh sạch thành thế này. Đấy, cái này là những cái viền rêu mốc này bám vào xung quanh. Đấy. Rồi, mọi người yêu thích cái loại cây dây cây này thì trị xương khớp này thì rất là hiếm có, khó tìm đấy mọi người ạ, và dùng vào rừng sâu mới có. Đấy, quả nó thì là quả má lẹ người ta dùng chơi trò chơi dân gian. Đấy, em sẽ tiếp tục sơ chế cho mọi người nhé. Đấy, cái này là chưa được đánh sạch này, mình phải đánh sạch đi. Tạm thời những cái này là tí nữa đánh lại lần hai nữa. Nó sạch này. Tất cả mọi người thì sau một hồi kỳ cọ này, Nhiếp thì kỳ cọ được nó tương đối rồi. Thì bây giờ là đây, nước rất là bẩn rồi. Mình đổ đi, mình sẽ tiếp tục làm rửa vài nước nữa, nó sạch nha mọi người nhá. Có nồi cũng mòn hết đấy. Mỏi tay phết đấy mọi người ạ. Đấy mà phải đảm bảo sức khỏe. Đấy, đúng rồi. Đấy. Và tiếp tục cho cái này vào, mình rửa lần hai. Chỗ nào chưa sạch mình tiếp tục cùng kỳ cọ nha mọi người nhé. Chắc là lấy từng cái một thôi. Đấy, tiếp tục vào kỳ cọ cho mọi người xem nhá. Nó hơi kỳ công một chút mà có bài thuốc này tí mình cố gắng thôi mọi người ạ. Tiếp tục cọ lần hai để nó sạch mọi người ạ. Tí nó sạch rồi thì em sẽ mang đi, em sẽ băm xong rồi em băm nhỏ ra nha mọi người nhé. Dùng dao băm nhỏ xong là mình phơi khô. Sau khi mình phơi khô thì mình sẽ là có thể dùng được mọi người ạ. Rửa sạch sẽ đi. Rửa tháng 2 tháng lát rửa qua nước một lần nữa. Cũng tương đối thôi. Một cái mà cọ thì tương đối là sạch rồi. Nên là thoải mái thôi. Thì xương khớp rất là tốt mọi người ạ. Xương khớp này giảm cân này, uống có chút là vị chát này, không gây độc nữa. Này uống về cái đồ rừng thì nó rất là tốt mọi người ạ. Cất vào đây, cỏ sạch lần hai nữa cho nó sạch sẽ. Không này số nó không đảm bảo mọi người ạ, cứ phải sạch sẽ. Làm cái gì thì nó phải sạch sẽ một chút thì mọi người dùng nó sẽ an tâm hơn. Để nó sạch hết, băm ra một tí nó phơi, phơi nắng. Cái này chắc là khả năng lau khô đấy ạ, chắc phải tầm tuần nó khô được. Cuối cùng 7 cái, có 7 khúc mọi người. Thôi, rửa một cái được không anh ạ? Rửa cái này là rửa cái bao tải phơi vậy. Cái này mình rửa trước trực tiếp vòi luôn. Đấy, rửa cái bồn luôn. Máy nước là sạch đấy các bạn ạ, cọ cũng tương đối. Đấy, bạn ạ, em sẽ bê lên trên nhà. Ui giời. Ui giời. Đưa lên ghế chú cái nào. Ui giời. Chậu khá to mọi người ạ. Nha, chuẩn bị mình sẽ băm cái này mọi ạ. Vâng. Rồi bây giờ đến công đoạn này mình sẽ chặt đấy nhá. Chặt cái cây này để mình phơi cho nó nhanh khô. Được, cũng mềm thôi. Nha. Được. Thưa các mọi người thì xong rồi em Nhiếp đấy băm chặt tại đây thì là cũng được khá khá rồi ạ, hơn 6 cân tươi thì không biết là phơi sẽ được bao nhiêu, em chưa phơi bao giờ. Các vị thuốc rất là quý này mọi người ạ, rất đẹp không cái đường vân này. Bây giờ mình sẽ phơi khô cho mọi người nha, để chống mốc đó. Mình có thể mình bảo quản được lâu, xong là khi mà mình đun nước mình có thể thả vào tầm 2-3 miếng rồi. Nhưng mà cho nhiều quá sợ nó bị chát, uống là không được, uống từ từ thôi để chỉ xương khớp có phải bình tĩnh, phải một sớm một chiều được. Bây giờ em sẽ kiếm mấy cái bao sạch này mà giải ra thêm, không lại phơi này không biết là mấy ngày mới khô ấy. Hôm nay là nắng không nhiều, cũng được khá khá, tuyệt vời. Đấy, mọi người có nhu cầu thì cứ liên hệ với em nhé. Sẵn sàng cung ứng tới tất cả mọi người. Đấy, cây trị xương khớp gọi là thẩm dược của Tây Bắc. Đấy, mùi vị cũng rất là thơm. Em đang đun thử một ít rồi, không biết thế nào. Đấy, bạn vừa bảo cháu cho 3 miếng đi đun.